Đem tiền ra gửi tiết kiệm ngân hàng nhưng biến thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, khiến một gia đình phải đóng 50 triệu một năm nếu bỏ sẽ mất, dù hoàn cảnh họ khó khăn. Theo đó, chị NTN, 35 tuổi, đang sinh sống tại Hà Nội, ra ngân hàng gửi tiết kiệm 25 triệu đồng. 4 tháng sau, chị lại ra gửi tiếp một sổ khác nữa, cũng 25 triệu đồng. Được cô chủ trọ kể chuyện, đem tiền gửi ngân hàng mà biến thành hợp đồng bảo hiểm, chị chột dạ về xem. Lúc này, bà mẹ hai con mới đọc đến phần trách nhiệm của khách hàng, quy định phải đóng phí 10 năm, nếu bỏ sẽ mất. Chị N chia sẻ, nếu họ nói là bảo hiểm thì chị không bao giờ mua, vì con ốm còn không dám cho đi viện vì không có tiền. Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Chồng chị N làm giám sát xây dựng, nay phải tranh thủ chạy xe ôm. Còn cô vừa chăm con, vừa bán hàng online, tổng thu nhập khoảng 15 đến 17 triệu một tháng. Thu nhập bấp bênh, năm ngoái chị N phải đưa con về quê 3 tháng để tiết kiệm. Đến kỳ hạn đóng tiền, phải vay mượn, nợ tiền hàng, thậm chí mỗi ngày phải sống trong lo lắng. Vợ chồng cãi nhau liên miên. Luật sư DH Sơn, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, các vụ việc nhập nhằng trong quá trình bán bảo hiểm nhân thọ có xu hướng tăng đột biến trong 2 năm gần đây. Bộ Công an đang xem xét dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt từ hàng trăm đơn tố cáo của công dân về việc gửi tiết kiệm đầu tư biến thành bảo hiểm.